chào các bạn thì có một cái chuyện rất là đau lòng là hôm nọ mình có đọc ở trên mạng cái cái trang gì nhỏ cộng đồng Việt Nhật đấy thì có biết một cái tin là có một cái em du học sinh thì nhìn ảnh rất là đẹp trai đúng không ạ thì em ấy đi làm về thì em ấy bị mất chìa khóa mất chìa khóa thì là mất chìa khóa phòng thì em mới ở với mấy bạn nhưng mà cuối cùng chỉ còn một cái chìa khóa thôi thì em mới đi làm về thì bị mất chìa khóa không biết là rơi ở đâu ấy thì em ấy mới trèo lên mái nhà thì để chui qua cái cửa sổ để để vào trong phòng đấy thì không may là em mới bị ngã từ trên mái nhà xuống đấy và đã tử vong thì đây là một chuyện rất là đau lòng đúng không ạ? Đấy nên mà tai nạn thôi thì bạn ấy sẽ không được bồi thường cái gì cả thậm chí là gọi là bị coi là nghịch dại đúng không ạ? thì thật là chia buồn với em đấy. thì uh, qua cái việc này thì mình muốn chia sẻ với các bạn một cái uh, việc đó là chúng ta có thể tránh được cái, cái 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 nguy hiểm như thế bằng cách là nếu mà giả sử chúng ta mất chìa khóa, thì chúng ta hoàn toàn là có thể gọi điện cho cái dịch vụ ở bên Nhật họ đến họ mở khóa chúng ta đấy. thì mở khóa rất là đơn giản thôi họ không có chìa nhưng họ có thể phá khóa và thay khóa mở khóa chúng ta rất là bình thường thì chúng ta không nên tự mình gọi là làm những cái việc dại dột như thế bằng những cái cách như là phá khóa này phá khóa mà tự mình phá khóa thì sẽ bị cái chỗ mà văn phòng nhà đất ấy, họ cho chúng ta thuê đấy họ phạt chúng ta đấy đấy không nên như thế và chúng ta phải gọi cái dịch vụ này thì cái dịch vụ này đây các bạn khi chúng ta thuê nhà thì bao giờ cũng có cái tờ giấy này đi kèm. đấy, chúng ta ban đầu chúng ta mất hơn một man cái tiền này, thì các bạn nhìn cái dòng chữ này nhá. mình để như thế này thì nó hơi bị ngược. đây các bạn, các bạn nhìn thấy không ạ? đây là chữ an sin nucleo support. đấy thì mình sẽ viết ở trên màn hình cho các bạn, thì các bạn theo cái đó các bạn gọi điện gọi điện đến cái số ở trên cái cái thẻ của các bạn khi mà các bạn thuê nhà đấy thì nó sẽ có cái số uh, của cái trung tâm này để chúng ta uh, để họ đến họ phá khóa này hoặc là nếu mà chúng ta bị um, tắc bồn cầu hay là bất kỳ một cái gì mà liên quan đến cái uh, khu uh, tội chúng ta ở ấy thì họ đều đến họ xử lý cho chúng ta ấy nếu chúng ta là thành viên ấy tức là ban đầu khi chúng ta vào nhà chúng ta ai ai cũng phải đóng cái tiền này nhé nên là các bạn hoàn toàn được đòi hỏi cái dịch vụ này các bạn không không bị mất phí nhé thì à, mọi cái vấn đề xảy ra ở trong tổ chúng ta đều có thể gọi họ đến 24 trên 24 giờ họ sẽ làm tất cả cho chúng ta cả kể là cái việc là thông bồn cầu này đấy điện đóm các thứ hay là tắc nước các kiểu là họ làm hết mà chúng ta không phải trả cái gì cả đấy trả việc gì mà chúng ta phải 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 dạy dột chúng ta tự mình làm ví dụ như là lắp điện hay là đấy như cái bạn học sinh đấy là trèo trèo lên mái nhà xong là trèo xuống đấy. Rất là nguy hiểm đúng không ạ? Đấy thì mình cũng chia sẻ một chút nhỏ nhỏ cái này cho các bạn để các bạn biết. Các bạn tự mình gọi là tìm hiểu thêm về cái tự lấy lại cái hồ sơ thuê nhà của mình ấy để để chúng ta xem lại cái này để để tìm lại cái thẻ Anxin xin này để cho chúng ta lưu lại cái số điện thoại đó và nếu mà gặp vấn đề là chúng ta gọi điện ngay. Đúng không ạ? Thì um, cái dịch vụ này ấy, thì ở Nhật Bản là khắp nước Nhật Bản họ có nhé, các bạn không phải lo lắng gì cả. 24 trên 24 đúng không ạ? Đấy mọi người không ai có thể tránh được cái việc là chúng ta làm rơi mất uh, chìa khóa này hay là uh, vô tình làm rơi cái gì đó mà để chúng ta không thể vào nhà được đúng không ạ? Chìa khóa bị hỏng hay như thế nào đấy. Đấy đều có thể là gọi điện cho họ họ xử lý. Đấy thì hy vọng là cái chia sẻ nhỏ nhỏ này sẽ giúp ích cho các bạn để tránh được những cái trường hợp xấu như là cái bạn học sinh kia đúng không ạ? cảm ơn các bạn đã theo dõi video.